Trại bò tư chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Tối hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023. Bò bị trại em rất là đông luôn. Gồm có bò bê bắt kem anh chị. Về cái lô bò bê rất là đông luôn. Còn cái lô bún bò bê đứng lúc ở trong á là em giao cho khách Bình Dương với Đồng Nai là hết rồi. Với là mấy con bò bông. Còn cái lô này em mới về. À, mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính tôi bò đến trại anh xem cùng tham khảo. Chắc chắn cái cuộn sốt qua. Cái nhà giao tặng cho anh chị. À, sáng nay em có giao khách Bình Dương Đồng Nai là một xe bò đang đi rất là đông, chị thấy xem thích chuộng chốt thì em có xe nhà giao tận nơi cho anh chị. Nguyên cái lô B Phúc Kem này, con số 1, con số 2, con số 3, con số 4, con số 5, con số 6, con số 7, con số 8, số 9, số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 con bò anh chị, bò bê hấp kem, bò em vừa đẩy rất là đông, bò bê kem, hấp kem, giá rất là mềm. Em bắt bò là lưng thẳng, đòn dài, xương sóc to. Nói chung bò bê thì dàn xương của nó không có bằng hấp kem anh chị, nó to theo kiểu mà bò bê á. Chứ còn không có to như hấp kem nhà xương lớn hơn. Em muốn nói anh chị mà biết. Con này là ba bê kem. Xương rất to nghe. Ba bê kem nó thua đúng một hấp á. Rất là to luôn. Con ba bê kem màu bông. Sắm bông à. Lưng nách và bè đít cuộn cuộn không thua gì bò cơ bắp nghe anh chị. Đít dai chè phè luôn. Đít dai cuộn cuộn sáu muối. Quá là bò. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần Quỹ ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò em nhận qua Zalo lần nữa để anh chị xem biết chốt. Trại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị tha hồ lựa chọn, con giống gồm ba bê pháp kem, ba bê kem. Bò bị trại rất đông luôn. Giá rất là mềm, anh chị bắt bò bổ béo đợt này mình nuôi có lợi nhuận nè. Còn cái bắt bò mà giá căng quá thì nuôi không có lời, cho nên em thấy cái đợt này anh chị em thấy là giá rất là mềm. Giá mềm nè, con này cũng ở đây em giờ có ba con bò sắm bông anh chị, cơ bắp nè, con này cơ bắp cuồn cuộn á, ba cơ bắp cuồn cuộn. Em ơi sáng mơ tỏ rõ là em dắt riêng ra ba cơ bắp để em đăng lên anh chị xem. Dễ phân biệt ha, ba cái bắp cuộn cuộn luôn, sáu muối. Bò sáu muối nha. Trong trại em giờ giao cho anh chị là giá là 30 mấy triệu là có. Để em hơi sơ lược cái đây, sáng em sắp liên từng lô. Em đang lên là em nói con bò số 1, số 2, số 3 là giá bao nhiêu, số 4, số 5, số 6 giá bao nhiêu. Bây giờ em quay sơ lược cái này, sáng em quay rõ lại nha anh chị. Cho nên mất nhân ban đêm mình quay cũng nó không có được tỏ bao nhiêu ban ngày. Cho nên sáng em quay lại cái nữa để anh chị xem. Em đang tới đang lôi nhiều clip để anh chị xem. Giờ tối này mình thấy con bò nó cũng không được tỏ như ban ngày. Cho nên em cũng quay sơ lược cái rồi sáng em quay lại anh chị xem. Những cái lô bò gì rất đẹp luôn. Địa chỉ của trại em là ở đây là giáp ranh với Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Em thấy ở Hương Lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu. Em cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến trại em. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại chị trong video kế tiếp.